Hòa Phát nộp 11.200 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2022. Năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát mã chứng khoán HPG đã nộp vào ngân sách gần 11.200 tỷ đồng tiền thuế, phí các loại. Trong số các công ty thành viên của tập đoàn Hòa Phát, thép Hòa Phát Dung Quất đóng góp ngân sách nhà nước nhiều nhất với tổng số thuế, phí các loại đạt gần 7.000 tỷ đồng. Thép Hòa Phát Hải Dương đứng thứ hai với số nộp ngân sách đạt gần 2.200 tỷ đồng. Trong đó, riêng số nộp trên địa bàn Hải Dương là 831 tỷ đồng, chiếm 7% tổng thu thường xuyên năm 2022, chiếm 30% ước thu của khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, một số công ty thành viên của Hòa Phát có số nộp lớn cho ngân sách nhà nước như ống thép Hòa Phát, điện máy gia dụng Hòa Phát, khoáng sản An Thông, thép Hòa Phát Hưng Yên, xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát, tôn Hòa Phát. Hiện nay, Hòa Phát đang hoạt động và đóng góp ngân sách tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Tính từ năm 2007, thời điểm khi Hòa Phát bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Hòa Phát đã nộp trên 64.800 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Trong suốt hơn 30 năm qua, với sự phát triển vững chắc, hiệu quả, đóng góp cho ngân sách nhà nước của tập đoàn ngày càng lớn, Hòa Phát cũng liên tục được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín nhất. Tháng 5 năm 2022, Hòa Phát nằm trong top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí Forbes toàn cầu bình xét và công bố.